Hello, welcome back to my channel Lubu Life Vlog. Và hôm nay là Lu sẽ tiếp tục bàn về sẽ tiếp tục nói về một vấn đề của ở trong khách sạn nữa. Thì vấn đề là cái chủ đề là housekeeping ha các bạn, tức là dọn phòng khách sạn. Vậy những cái người dọn phòng ở khách sạn thì nếu mà người ta làm cái nghề khách sạn lâu dài thì cái vấn đề gì sẽ xảy ra đối với cái người đó? Thì cái này á, là mình y như là người ta gọi là bệnh nghề nghiệp á các bạn. Nó thì cái này khi mình nói tới cái này mình nghe nó hơi nói chung là nó không có hay cho lắm á, tại vì khi các bạn làm một cái nghề đó đúng không, thì nó trong cái quá trình làm việc á, thì nó sẽ y như là hình thành những cái căn bệnh do cái công việc nó gây ra đó các bạn. Vậy thì đó là theo mình nhận thấy thực tế nha, chứ không phải là mình đang suy diễn ra mọi vấn đề nha các bạn. Rồi thì thứ nhất là một cái bệnh rất là thường gặp, mà theo mình nghĩ khi mà cái người nhân viên dọn phòng nào người ta lâu dài nhất định người ta sẽ bị, đó là khi mà người ta vô người ta thay ra giường á các bạn, nếu mà các bạn đã đi khách sạn rồi thì cái mền của khách sạn nó khác cái mền của nhà mình đúng không, ở nhà của các bạn. Cái nhà của ở Việt Nam thì người ta chỉ thường xài những cái mền bình thường thôi, xếp lại lấy ra rất là nhẹ nhàng đúng không. Còn những như ở trong khách sạn rồi những cái nước khác hoặc là những cái vùng như là cái nhà giàu các bạn, thì người ta sẽ xài hoặc là những cái khu mà nó những cái khu vực nằm nó lạnh á, theo mình nghĩ là như là Hà Nội hay này kia đó, thì người ta sẽ xài một cái chăn rất là lớn, rất là bự hả các bạn. Đó, khi mà mình đi khách sạn như Đà Lạt này kia có một cái chăn rất là bự, rất là nặng, rất là dày luôn đó. Khi mà mình cái lúc đó mình kéo cái chăn thôi, mình kéo không có nổi để mình đắp đó các bạn đó. Nhưng mà quay lại với cái người dọn phòng thì người ta sẽ phải thay cái lớp bảo vệ của cái chăn đó đó các bạn. Rồi người ta sẽ thay cái ra giường, cái tấm mà lót ở dưới cái giường á, để các bạn nằm lên ngủ á. Xong cái chăn đó thì các bạn kéo lên lần đắp. Đó, người ta sẽ thay cái ra giường với lại cái bên ngoài của cái chăn á. Thì khi mà các bạn mà cái chăn các bạn chỉ kéo lên, bạn cảm thấy rất là nặng rồi. Còn cái người này người ta phải tháo cái đó ra, người ta tháo cái cũ, người ta lấy cái cũ người ta đem giặt, còn cái mới người ta phải bỏ vô cho nó gọn gàng, cho nó thẳng phiêu. Rồi khi mà thay cái tấm ở dưới, mà cái tấm nệm á, cái tấm mà các bạn nằm lên á đó, cái đó là thường khách sạn nó sẽ một có cái nệm rất là dày như thế này các bạn, mà các bạn nghĩ nó rất là nặng nha, nó rất là nặng chứ không có nhẹ đâu ha. Xong rồi tại vì người ta phải thay, người ta phải rinh cái niệm đó lên á các bạn, rinh cái niệm lên để mà lấy cái tấm xích đó ra, cái tấm mà để mình nằm á lấy ra. Xong rồi người ta thay cái mới vô, người ta phải rinh cái niệm để tấn cái xích đó nó ở dưới cái niệm á, để cho nó không bị xúc ra đó. Thì đó là cái căn bệnh thứ nhất mà mình nghĩ là ai cũng sẽ bị mắc phải, kể cả nam và nữ luôn các bạn. Những cái người mà nhân viên dọn phòng á, nam thì nói chung là có sức hơn, nó nghĩ là cái cơ thể người ta sẽ mạnh hơn cái người phụ nữ, người nữ sẽ yếu hơn đó. Chính vì vậy mà nó sẽ dẫn ra cái tình trạng là bị đau lưng đó các bạn. Đó là một cái căn bệnh đầu tiên mà mình gặp phải và mình đã bị luôn á, chứ không phải là ý là mình làm công việc đó và mình cảm thấy là cái lưng dưới của các bạn, sau lưng, cái lưng dưới, cái thắt lưng á đó. Tại vì khi các bạn cứ khum xuống như thế này, ví dụ cái lưng các bạn ở đây đúng không, các bạn phải khum xuống như thế này, các bạn phải trải ra
Nhưng mà khi làm ở trong đó người ta có training, tức là người ta có y như là chỉ mình á cái cách mà để không có bị đau lưng, tức là mình phải ngồi xuống, ngồi giống y như là ngồi chồm hổm á các bạn, nhưng mà một chân thẳng lên, một chân chồm hổm đó, y như là có một cái thế để ngồi như vậy đó. Nhưng mà do tính tính chất công việc các bạn, công việc nó không phải là ví dụ một ngày bạn dọn chỉ một phòng hai phòng thì bạn còn còn có thời gian để mà bạn có thể là ngồi như vậy, ngồi từ góc này để mà bạn tấn cái đó vô, tấn tấn cái sheet sheet đó vô cái ở dưới cái tấm niệm, thì thật sự là không có thời gian các bạn. Tại vì thì tùy khách sạn người ta sẽ sắp xếp cái công việc, nhưng mà các bạn đi làm công mà đúng không, thì người ta sẽ cố gắng sử dụng hết sức lao động của các bạn, cho nên là mỗi ngày các bạn sẽ dọn rất là nhiều phòng, chứ không phải là một hai phòng ha, có thể là lên 15 20 mấy phòng tùy theo người ta sắp xếp. À, có thể bạn đi một mình bạn dọn, hoặc là người sẽ dọn hai phòng, hai người dọn chung, nhưng mà nếu mà hai người thì cái số phòng nó sẽ tăng lên nữa các bạn ha. Đó, chính vì vậy mà người ta sẽ không có thời gian để mà cứ ngồi ngồi ngồi, thay vì thế người ta sẽ khum đứng đó, khum 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 gì nè đó trải, thì nó sẽ rất là nhanh. Nhưng mà khum như vậy thì cái lưng nhất định các bạn sẽ bị đau các bạn, tại cái lưng y như là cái này là dạng đang đang là cái khớp xương của cái lưng nè, cái thắt lưng nè đó, khi mà cứ ấy, ấy gì nè đó đó, thì cái này trọng lượng cái phần trên cơ thể là cái, đây là trọng lượng phần trên cơ thể, đây là cái thắt lưng, đây cái chân đúng không, cái chân nó kìm rồi cái người ta cứ vậy, người ta khum xuống giày. Còn cái này nó y là cái trọng lượng của cái cơ thể nó sẽ đầy đè nặng xuống cái thắt lưng, nó sẽ không có chịu được á, chính vì vậy mà nó sẽ dẫn đến cái tình trạng mà đau lưng đó các bạn đó. Và theo mình nghĩ nếu mà đau lưng như vậy mà nó trải qua cái thời gian rất là dài thì sau này á sức khỏe các bạn rất là yếu, tại vì làm cái công việc đó rất là nặng chứ không phải là nhẹ ha, thứ nhất. Rồi thứ hai nữa là cái lưng là một cái cột sống á, cái lưng á nó rất quan trọng ha các bạn, khi mà cái xương nó bị vấn đề thì các bạn sức khỏe sẽ tụt liền luôn đó. Chính vì vậy mà mình hiện giờ là mình đi tập yoga, không phải là tại vì mình cảm thấy mình bị đau lưng mình mới đi tập yoga, nhưng thực tế là mình thích cái môn yoga, thì yoga nó làm cho cơ thể nó khỏe mạnh, y như là toàn bộ cơ thể nó sẽ được vận động, để được tập thể dục, kể cả cái tâm trí, kể cả những cái phần cơ thể tay chân gì đó, hơi thở nữa đó. Chính vì vậy mà mình sẽ y như là tập yoga để y như là cải thiện cái bị đau lưng đó các bạn, thì hiện giờ mình cảm thấy nó rất là ok rồi đó. Thì mình nhận thấy như các bạn những cái chị cái cô mà đã làm lâu rồi, thì tôi thường thường tôi tôi dọn phòng là nó y như là người ta sẽ tuyển những cái người như là sồn sồn, cái người mà lớn tuổi rồi các bạn, tại dạng là người ta sẽ không còn sự lựa chọn nào khác á, y như là cái công việc người ta nó sẽ ít sự lựa chọn hơn khi mà người ta còn trẻ. Rồi chính vì vậy mà khi mà người ta đã lớn rồi, cái sức khỏe của người ta là yếu, đặc biệt là phụ nữ các bạn, sau ngoài phải làm những công việc nặng nhọc như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều cái đến sức khỏe ha, đó thì nói chung rất là tội các bạn đó. Rồi hai mình thấy những cái người mà y luyện làm lâu rồi đó, rồi khi mà ha y như là xong cái công việc rồi, khi mà người ta làm việc rất là nhanh đúng không, khi mà trong cái thời gian làm việc người ta rất là nhanh, nhưng mà khi mà các bạn làm xong rồi các bạn ngồi xuống nghỉ mệt, và các bạn đang ngồi để ăn cơm, thì khi mà đứng dậy các bạn cơ thể rất là đau, rất là mỏi, rất là đau luôn, đau chứ không phải là mỏi nữa, bị đau luôn á. Rồi ha, cái tướng đi như là robot luôn, ý là cái lưng á nó cơ nó đơ vậy nè nó, các bạn đi nó cứ không còn sự dẻo dai mà lắc qua lắc lại được, nó cứ đơ đơ vậy nè đó, đi giống y như là robot luôn đó. Đó là một cái theo mình nhận thấy đó là một căn bệnh
Nếu mà làm lâu dài nó sẽ nhất định nó sẽ đi làm ai ai cũng bị hết. Rồi cái phần thứ hai á là cái phần nó mình cái phần này là nó nghiêng về tính chất thẩm mỹ hơn các bạn. Tại vì á mình thấy luôn và mình cảm nhận cơ thể của mình luôn. Đó, khi mà các bạn ý như gì thì nói chung là mình sẽ phân biệt là giữa người nam với người phụ nữ đúng không? Người nam người ta cái sức mạnh đúng không? Cái cơ tay người ta rất là mạnh thì người ta có thể nâng lên, nâng cái nệm lên thì nó rất là dễ dàng hơn. Nhưng mà đối với người phụ nữ á, khi mà người ta như là cái sức người ta không có rồi thì người ta nói chung là cũng có một cái thế để làm các bạn, cái thế để làm. Nhưng mà trong cái thế đó các bạn cũng phải dùng sức chứ không phải là bạn nhìn thế rồi nó không có sức gì trong đó. Thật sự trải xong một cái giường mồ hôi toát ra hết luôn. Đó, thật sự như vậy nha. Đó là vậy, là nếu mà cái thời tiết nó còn mát thì nó không đến nỗi nha, thời tiết là nóng nóng là cảm thấy là rất là kinh khủng các bạn. Đó thì người ta nâng cái nệm lên thì ta sẽ dùng sức, thì các bạn là biết là các bạn dùng sức cái phần nào nhiều thì cái phần đó nó sẽ to lên đúng không? Nếu mà bạn cái dùng sức của bắp tay, cái bắp tay của bạn to lên nhưng thực sự á cái nệm rất là nặng các bạn, bạn không thể nào mà sử dụng hai cái sức của cái khuỷu tay mà các bạn có thể mà làm việc suốt ngày như vậy, không thể. Thì nó sẽ dồn vô cái lực vô cái đôi vai các bạn. Khi mình nâng lên á, cái lực nó đôi vai thì cái phần này nó hoạt động rất là nhiều cho nên là cái phần vai nó sẽ bự ra đó, và đồng thời cái vai mà nó bự ra thì cái mông á, hay mình gọi là cái đít các bạn, nó sẽ nhỏ lại y như là cái phần vai nó hoạt động nhiều hơn cái phần mông, thì cái phần vai nó sẽ bự ra, cái phần mông sẽ nhỏ lại đây đó, nó như chữ V như thế này nè các bạn, cái vai các bạn nè, cái mông các bạn này đó. Thì các bạn đối với người phụ nữ mà dạng là y như là cái dáng này nó, nếu mà làm những cái việc như vậy thì lâu ngày cái dáng sẽ không được đẹp các bạn. Tại các bạn cũng biết cái dáng đẹp thì nó sẽ phải cân đối đúng không? Còn cái này là nó sẽ bị mất cân đối cái dáng á. Hả? Và mình thấy những cái người làm lâu ở đó, những cái cô á chứ không phải là như những cái người mà ta lớn tuổi rồi đó. Đó, nhất là phụ nữ các bạn, nhìn đôi vai rất là thô, rất là bự. Đó. Đó là vấn đề thứ hai đó các bạn. Đó, mình cảm thấy nó thật sự là không tốt ha. Và thêm một điều nữa, tại vì khi mà làm như vậy thì nó thật sự nó rất là nặng các bạn, rất là nặng chứ không phải là nhẹ đâu nha, rất là nặng nặng. Đó là mình chưa kể tới là ví dụ người ta đi đảo nệm đúng không? Cái nệm thì cứ để vậy, cái mặt vậy để đây cho mà thay lắm ra, xong rồi thay mới ra. Nhưng mà lâu ngày cái tấm nệm sẽ bị thủng xuống á, thì nó sẽ khi mình trải ra nó không còn đẹp nữa, cho nên bắt buộc người ta sẽ trở trở cái đầu về. Và khi trở các bạn biết cái nệm rất là nặng, khi bạn dựng lên rồi bạn trở ra qua nó rất là nặng, dùng sức rất là nhiều. Thì cái này người ta sẽ thường phân bố cho những cái người nam người ta đi làm đó các bạn. Nhưng mà nếu mà không có nhân sự thì người ta cũng sẽ điều thêm người nữ, và thường làm vậy thì sẽ hai người làm chung. Nhưng mà có một cái ý là cái thằng đó thì nó nhỏ tuổi hơn mình, thì có thể là kêu nó bằng em đi ha. À, cái thằng đó thì nó y nó chỉ là nó không có làm phòng nhiều mà lại chỉ là nó y như là có việc gì thì bên thư ký người ta điện, ví dụ khách yêu cầu gì đó hoặc là cái bên bộ phận này thiếu gì rồi cần set up cái gì, ví dụ cái giường trong phòng đó người ta yêu cầu là hai giường hay là một giường gì đó mà giờ thiếu thì mình phải lấy trong kho mình đặt vô đó, thì nó chỉ chuyên đi làm cái đó, y như là nó đi đi lấy nệm nó đặt vô rồi nó rất là khiêng khiêng cái nệm nhiều các bạn, là nó sẽ bị đau lưng luôn, phải bị điều trị luôn, ý là đau quá chịu không nổi là phải đi khám luôn đó, nó vậy là phải nghỉ 2-3 ngày liên tục luôn đó. Thì nghĩ là thật sự là những cái người dọn phòng rất là tội các bạn.
Rồi, đó là hai cái vấn đề mà mình y như là cái mặt nổi lên đó mà mình có thể nhận thấy được luôn các bạn. Đó thì đây là một cái mặt rất là lớn, rất là phổ biến mà mình cảm thấy được. Rồi một phần nữa đó là khi mà tức là ở trong cái phòng khách sạn thì rất là nhiều khách người ta tới người ta mướn, thì mỗi người nó sẽ có một cái lối sinh hoạt khác nhau, nó không có giống với nhau các bạn. Rồi đặc biệt là những cái mà người nam á, người ta hút thuốc rất là nhiều các bạn. Khi mà các bạn dọn phòng đúng không, vô mở cửa ra là nguyên cái như là khói khói thuốc, cái mùi thuốc á nó đập vô mặt các bạn. Nó thì cái vấn đề thứ hai tức là những cái mùi, những cái mùi là do khách hàng người ta ở, người ta thuê ở đó, người ta ở, người ta hút thuốc. Khi các bạn vô dọn, tất nhiên ai hửi, các bạn hửi cái mùi đó chứ ai hửi đó đúng không? Thì các bạn dọn xong, các bạn nếu mà chịu không nổi mở cửa sổ ra cho nó bay bớt ra, vậy thôi. Còn nếu bạn mới làm biếng quá thì khỏi, vô xong rồi cứ dọn 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 lẹ đang đi ra hả. Rồi đó, cái khói thuốc thì nó ảnh hưởng rất nhiều đúng không các bạn, nó ảnh hưởng rất nhiều luôn. Thì cái vấn đề này là trên báo đài rồi đã nói rất nhiều rồi, mình không có nói thêm cái vấn đề này nữa ha. Rồi đó là y là khói thuốc nó sẽ gây cái bệnh cho các bạn về sau. Rồi thứ hai nữa, cái này thì y như là cái hơi thở của người người ta các bạn, không phải là cái hơi thở mà nó y là cái hơi thở trong cái người của người ta luôn á. Ví dụ khi người ta nói hay là đó, người ta ở trong đó, cái hơi của người ta dạng là không biết là người ta bệnh hay không thì không biết, nhưng mà hơi rất là gắt các bạn. Không phải chỉ là ví dụ mình nói chuyện đối diện như này thì các bạn có thể nghe nha, còn cái này là người ta ở trong đó, người ta ngủ ở trong đó qua đêm, bắt đầu sáng người ta đi ra ngoài, người ta đi ăn uống gì đó, bắt đầu những người dọn phòng đi dọn mở cửa ra là nghe nồng nặc cái mùi đó luôn á. Đó, đó là cái mùi hơi thở trong cái hơi thở nha các bạn. Đó rồi cái mùi thứ hai nữa là cái mùi cơ thể như là mồ hôi này kia đó. Rồi cái mùi cơ thể là cái mùi mùi chân, các bạn, cái chân của người ta mang giày á. Ví dụ những cái mấy cái bạn mà y như là nhất là những cái phòng mà y như là có cầu thủ đá banh hay này kia đó, cái mùi rất là nồng. Và sau khi những cái người đó mà người ta trả phòng khoảng 1 tuần sau, 1 tháng sau, cái mùi nó vẫn động ở trong đó thôi, vẫn động ở trong đó đó. Thì cái này mình không biết là nó có bị bệnh hay không, y là bệnh hay là không thì mình không biết, nhưng mà cái vấn đề về y như là về một cái sự không, nói chung là không thoải mái khi bệnh, cái mùi rất là khó chịu, tất nhiên là bạn sẽ không cảm thấy rất là không thoải mái với bản thân của bạn rồi đúng không, khi mà mình vô mình phải ngửi những cái mùi như vậy ha. Rồi bữa đầu tiên đó mình làm chung với cái y là mình chưa làm lần nào, mình thấy làm chung với người cũ người ta chỉ mình đúng không, thì vô làm với phòng đó trời nó hôi kinh khủng luôn. Mình đặc biệt là mình vô làm lúc nào cũng bịt khẩu trang, mà hãy bịt khẩu trang là bị chửi các bạn. Bạn biết sao không? Tại vì người ta nói là trong cái khách sạn đó là một cái nơi mà tạo một cái sự thoải mái, tạo một cái sự sạch sẽ, thì y như là đó là một cái nơi rất là an toàn, rất là nơi thoải mái. Khi mà khách hàng người ta thuê cái phòng, người ta cảm thấy rất là thư giãn trong đó. Tự nhiên cái bà vô bà dọn phòng, bà bịt khẩu trang, thứ nhất nó tưởng đâu bà khinh thường nó, thứ hai là ủa tại sao ở trong đây nó sạch sẽ mà nó bịt khẩu trang. Đó là cái lý do các bạn. Cho nên khi mình đi làm chỉ một mình bịt khẩu trang các bạn, mọi người những người khác người ta không có bịt khẩu trang, mình chịu không nổi mình phải bịt vô là bị bảo vệ hay là những cái người mà an ninh đó cái chửi, trời ai cho chị bịt khẩu trang ở đây ạ, ai cho chị bịt khẩu trang ở đây, giờ nói chứ giờ chịu không nổi không bịt thì cũng đâu có được đâu các bạn. Đó rồi thì mình đang nói cái vấn đề là mình đang làm chung với cái chị đó, xong rồi vô cái phòng đó trời nó hôi kinh khủng, xong rồi mình nói chị ơi chứ là hôi quá chị không nói. Mình nói trời ơi mày còn đỡ, tao mới ăn xong nè không lẽ muốn ói ra ngoài luôn. Đó thì cái này là cái chuyện vui thôi, mình muốn chia sẻ thôi ha các bạn.
Thì ý mình nói đó là những cái mùi rất là khó chịu ha. Đó, mùi thuốc, mùi cơ thể, mùi gì tùm lum tà la trong đó hết. Đó. Và khi những cái người dọn phòng vô là cái người đó là cái người dọn, ý là khi mà những cái gì dơ xong người ta làm xong á, người ta đi ra ngoài, mình chạy vô mình dọn thì mình hốt hết, đúng không các bạn? Đó. Từ cái mùi này kia hết. Rồi đó là những cái mùi mà do khách hàng người ta ở đó nó phát sinh ha. Còn cái mùi thứ hai nữa là cái mùi do cái người dọn phòng người ta làm ra. Không phải làm nữa, đây là cái công việc của người ta. Tức là khi mình dọn toilet này kia thì dơ quá, hôi quá, bắt buộc phải xịt khử mùi các bạn. Xịt khi mà như bị dơ quá thì mình phải xịt cái đó kêu bằng gì, chất tẩy để mình chà rửa nó sạch nó được nhanh đó các bạn. Mình xịt chung cái là cái chất dơ đó. Nó ấy là mình chỉ chà sơ sơ là nó bay ra hết, còn ví dụ mình chỉ rửa bằng nước nó sẽ không sạch đó. Rồi nước lau kiến nè, rồi cái mùi đó trong toilet hay là trong phòng nó rất là hôi, bắt buộc người ta phải xử lý. Ví dụ là cái phòng đó nó trả phòng rồi, xong rồi cái người khách mới vô soạn vô là mình dọn phòng đúng không, chạy vô dọn sạch sẽ nghe mùi đúng không, xịt chân thơm, cái đó là cái khử mùi các bạn. Khử mùi là nó một cái khi bạn xịt cái đó là cái mùi rất là thơm lên, nhưng mà thực chất cái đó là cái gì các bạn, đó là hóa chất các bạn. Những cái loại đó là hóa chất hết luôn nó. Thì khi mình xịt ra ai hử đầu tiên, cái người dọn phòng hử chứ ai hử các bạn. Đó, cái người dọn phòng người ta hử hết đó. Khi mà ha, mà cái mùi đó rất là độc các bạn. Khi mà ha, mình bịt khẩu trang vậy đúng không, mình làm xong 2-3 ngày bắt đầu nó nổi gì ở dưới đây nè, ở dưới phần dưới đây là mình không có bịt khẩu trang, mình chỉ bịt vậy thôi đúng không, ở dưới đây nó không có bịt, bắt đầu nó bị nổi mấy cái hộp gì lên rồi, xong rồi hít vô đúng không, mình mặc dù mình bịt khẩu trang nha, cái mùi nó nồng vô lỗ mũi đó, nó bị cái cổ bị khô cổ các bạn. Khi mà các bạn nuốt miếng cảm giác là rất là khô, nó không có bị ướt ở trong cái cuốn họng của các bạn á. Đó là cái thứ hai mà cái người dọn phòng người ta phải chịu. Tại sao các bạn, khi người ta dọn xong người ta xịt ra thì cái người đầu tiên và cái người trực tiếp chịu ảnh hưởng cái mùi đó là cái người dọn phòng. Và cái người khách thì nói chung là ví dụ người ta đi từ sáng tới chiều người ta mới về đúng không, mình khoảng là sáng tới trưa là mình phải làm rồi, làm xong rồi cái để một khoảng thời gian hoặc nửa ngày thì những cái mùi đó nó sẽ bay đi rồi. Thì khi mà người khách nó về nó dạng là nó chỉ hửi được một ít xíu thôi chứ không phải là nó hửi hết ha các bạn. Cái người hửi hết là cái người dọn phòng các bạn. Đó, thì thuốc lá nè, cái hóa chất nè, đó vô rồi, đó là cái xử lý trực tiếp, cái việc tác dụng trực tiếp vô á. Rồi cái phần thứ ba nữa là sao các bạn, khi mà cái người đi dọn phòng á, người ta không sử dụng bảo hộ như là bao tay, như là khẩu trang, mà nếu người ta có xài thật sự thì người ta chạm này kia, tất nhiên nó sẽ bị dơ, không thể nào nó không dơ được, nhưng mà nó sẽ hạn chế dơ so với những cái người mà người ta không sử dụng. Đó, thì trong đó cũng là mình. Người ta dọn toilet, ta dọn tay không. Mình rất là sốc, cái lần đầu tiên mình nhìn rất là sốc luôn các bạn. Trời ơi, nghĩ sao mà nó dơ như vậy mà lấy cái tay mà chạm trực tiếp luôn, mà làm trực tiếp luôn. Đó, xong rồi mình nói chung là mà không lẽ mình nói thì cũng kỳ đúng không? Chạy với nói, ủa sao chị không bịt khẩu trang, không bay môi tay được, dơ lắm, không lẽ mình nói vậy? Mà trong đó không ai người ta làm gì hết. Xong rồi chuyện là mình thấy ớn á, xong rồi tự mua cái bao tay bằng ngủ các bạn, bao vô. Xong rồi mấy người kia nói quá trời, trời ơi, ở đây không có ai mà làm bịt khẩu trang mà bao tay vậy hết á. Thôi, rồi nó nói mình làm chứ, đúng không?
Tại vì á, mình cảm thấy cái nào nó tốt cho mình thì mình làm gì thôi, chứ đâu phải là mình bắt buộc mình phải theo số đông đâu. Ồ, người ta không 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 bao tay mình cũng phải không bao tay với người ta hả? Đó, ví dụ vậy ha. Thì người ta sẽ trực tiếp luôn lau lau bàn lau ghế, thì bảo làm cái ghế rồi đổ bao rác rồi ha, chà nhà tắm, rồi khi mà bạn xịt hóa chất á, các bạn mà chạm cái tay vô cái da tay sẽ bị tróc ra, nó giống như là nước rửa chén. Nếu mà bạn rửa nhiều nhiều lần đi rửa chén ở nhà mà ai thực nhiều là người rửa chén nhiều nhất thì cái da nó bị tróc lên đó. Đó là cái lý do ha. Rồi xong rồi, rồi cái vấn đề quan trọng nữa là cái bồn cầu các bạn đó, người ta cứ dở lên, lấy tay dở lên lau, cầm cái khăn lau lau xong rồi á, lấy cái khăn đó dắt nước luôn, dắt nước xả nước dắt bằng tay luôn đó. Xong rồi người ta quăng cái đầu dơ ra ngoài xe để người ta đi giặt, rồi người ta lấy cái đầu mới vô, người ta bỏ vô, người ta xếp bằng tay luôn á. Thì cái khăn người ta cho cái nhà giặt, người ta chỉ xếp đơn giản thôi. Xong rồi cái người dọn phòng người ta sẽ tháo ra, người ta xếp theo theo cái quy định của cái khách sạn đó, xếp như thế nào xếp như vậy để lên rồi. Thì cái vi khuẩn ở trên cái tay các bạn nó sẽ truyền đi tùm lum đó. Đó là theo cá nhân của mình nghĩ như vậy nha các bạn, tại vì tận mắt mình chứng kiến ha. Rồi xong rồi vấn đề đó nữa, còn cái vấn đề của mình á thì nói chung là mình chỉ bao tay trong một khoảng thời gian nào đó thôi, như là làm toilet thôi. Thì những cái thời gian khác, những cái chỗ khác như mình phải đẩy xe này kia, thì nhiều người ta đẩy xe cái tay người ta hơi dơ, người ta đẩy xe chứ cái xe nó bị dơ. Và khi mình đẩy xe mình đâu có đem bao tay đẩy xe làm gì, tháo ra đẩy đó. Thì tất nhiên là cái tay mình cũng sẽ bị dơ các bạn đó. Ý như là nó một dơ một chỗ nào đó, khi mình chạm, các bạn chạm tới thì nó sẽ bị dơ ha. Đó. Rồi đó là cái vấn đề nữa, đó là do cái cách người ta làm vệ sinh, người ta không xài bảo hộ, thì nhiều khi vi khuẩn rồi đôi khi tay là cái nơi mà rất là dễ mà tiếp xúc, rồi thức ăn rồi bỏ trực tiếp vô cái miệng. Rồi thứ hai nữa, người ta đi về nhà người ta nấu ăn, thì nếu mà người ta không vệ sinh kỹ cái tay thì thức ăn khi mình ta nấu nó sẽ bị dơ rồi gia đình ăn luôn nó. Đó là một cái vấn đề mình cảm thấy rất là ấy. Thì cho nên là nếu mà vấn đề mới thì các bạn đâu cảm thấy gì đâu các bạn đó, ví dụ cái vi khuẩn nó xâm nhập vô cái cơ thể thì lâu dài nó mới phát tán ra, chứ nó đâu có bữa nay mày ăn rồi mày bệnh liền đâu, nó phải vậy đâu đó. Thì nói chung mình nói cái này ra thì cảm thấy là kiểu như là cũng hơi gắt gao quá, nhưng mà đây là cái suy nghĩ của mình đó các bạn, suy nghĩ của mình ha, là mình tận mắt mình thấy như thế nào thì là mình sẽ rút ra một cái gì đó để mình chia sẻ với các bạn bây giờ ha. Rồi một cái nữa là khi mà ở đó rất là dơ các bạn, khách sạn là nơi mà tùm lum tà la thứ hết đúng không, vô là mình thấy tùm lum hết, nói chung là các bạn cũng có thể biết được mà đúng không. Rồi thì ý là những cái người đó có thể là người ta là người tốt, những người người ta đi làm, đi kinh doanh, đi làm việc, hoặc là những cái người mà người ta ăn chơi ở trong đó đó, thì nó rất là nhạy cảm đó các bạn ha. Mình chỉ nói như vậy thôi ha. Thì rồi hồi bữa mình đã bị một lần các bạn, cái dao cạo râu á của người ta xài xong, người ta trả phòng mình dùng dọn, mà thường thường mình sẽ bao tay, tự nhiên bữa đó không có đâu bao tay, chỉ dọn y dọn rác cơm rác xong bỏ, khi nào mình làm toilet mình mới bắt đầu ép bao tay. Xong á vừa đụng vô cái đó đặng dục, vừa đụng vô cái đầu cạo râu sực một phát nó đứt này chảy máu luôn đó, rất là sợ luôn các bạn. Xong hả đi hỏi mấy người kia, chết rồi giờ chảy máu giờ làm sao, nó trời ơi cái đó nguy hiểm lắm nha, tại vì mình đâu có biết là cái người đó nó bệnh có bệnh hay không đâu đó. Nhưng mà thật ra thì mình vẫn chưa chưa đi xét nghiệm các bạn, cho nên là thấy cũng mình sợ sợ lắm luôn á.
sực một phát luôn vô ngón tay luôn, rất là bén luôn các bạn. Thì cái đó là em nghĩ cái đó nó cũng mấy á, vừa đụng thôi, vừa nói chung là mình chỉ cầm cái cán thôi, nhưng mà mới sơ ý sau á nó bị sực vô cái lưỡi dao, xong rồi thôi làm cái sực một cái là nó chảy máu ra liền luôn. Thật sợ, cho nên bây giờ mình cũng vẫn đang rất là hoang mang các bạn. Nói chung khi mình chia sẻ cái video là mình cũng rất là sợ, chứ phải ý như là người đã nói nói cho cố vô hay này kia đó, nhưng cái này không phải mình nói để mình để làm gì đâu các bạn. Ý là những cái vấn đề này theo mình nghĩ là các bạn từ trước giờ bạn chưa biết đúng không, thì bây giờ mình chỉ chia sẻ để các bạn lưu ý lại thôi ha, chứ không phải là một cái gì hết ha. Cho nên bây giờ mình cũng rất là chung là rất là cũng sợ đó. Rồi để mình xem nhớ lại coi còn cái gì để chia sẻ cho các bạn nữa không ha. Thì nói chung là làm ở đó mình cũng rút ra được nhiều kinh nghiệm các bạn. Thật sự đó là một sự trải nghiệm, trải nghiệm tại vì đó trước giờ mình không có làm cái đó rồi, không có làm và mình chưa suy nghĩ là sẽ làm như là như trong đó mình dọn phòng á, chưa bao giờ mình suy nghĩ tới cái đó luôn. Nhưng mà nói chung là chắc là vì một lý do đó mình muốn thử, các bạn hiểu không, thử để cái công việc đó nó như thế nào ha. Y như là nhiều khi những cái suy nghĩ, những cái gì trong cuộc sống thì các bạn phải không thể là y như là mình nói này nói trước nói sau nói nọ được. Y như là có một cái khoảng thời gian đó tôi không thích làm cái đó, nhưng mà qua một khoảng gì đó đó có thể là có thể thử hay là một cái vấn đề đó, thì nói chung là cái đó là y như là mình không biết nói như thế nào để cho các bạn hiểu cái vấn đề đó nha. Nhưng nói chung là đây là một cái trải nghiệm thật sự là chưa bao giờ mình có thể có làm như vậy ha. Theo mình nghĩ thì đây chắc cũng là còn một vấn đề nữa, tức là khi mà người ta làm á các bạn, làm ở trong đó như hồi nãy mình nói là ví dụ rất là nhiều phòng người ta phải làm rất là nhanh, sợ không kịp giờ đi về hay này kia đó. Tại vì ví dụ những ai rảnh rỗi người ta có thể tăng ca, còn những cái người mà người ta bận rộn con cái người ta phải tranh thủ người ta làm xong tới giờ người ta phải đi về, người ta đi về nấu cơm nấu nước cho con người ta.